Tì là sao không ăn đi con? Con không ăn đâu, con giận rồi. Giận cái gì? Ăn đi. Không, con giận Thiên Cá Tiun, không có chịu ngủ với con, không có chịu kể chuyện cho con nghe. Ăn đi, đói bụng quá rồi, còn giả bộ giận nữa, nút tai nữa chứ trời. Không chịu ăn nữa đâu, kể chuyện cho con nghe đi, con mới ăn. Kể chuyện gì bây giờ? Ăn ngoan đi rồi Tiun kể chuyện cho. Không, kể chuyện liền đi, không kể chuyện là con không chịu đâu, con không ăn đâu. Trời ơi, bây giờ kể chuyện gì đây? Tao ấy ngủ Tiun mới kể chuyện được chứ. Không, con muốn nghe câu chuyện kể của Tiun về lá cá. Con thích nghe câu chuyện lá cá đó. Câu chuyện gì mà về lá cá khổng lồ á? À, dạ đúng rồi, kể con nghe câu chuyện về lá cá khổng lồ đi, con thích nghe lắm á. Trời ơi, lá cá vuốt bé là giống loài nhỏ nhất trong tự nhiên mà thích nghe chuyện của lá cá khổng lồ, loài lá cá truyền thuyết đã bị tuyệt chủng. Mắc cười ha. Được rồi, để Tiun nghĩ coi. Truyền thuyết về loài lá cá khổng lồ ở Việt Nam thì xuất hiện ở đâu ta? Lục lại cái bách khoa toàn thư về thế giới động vật hoang dã của Tiun coi. Đúng rồi, ở Ninh Bình. Ninh Bình? Ninh Bình là ở đâu vậy Tiên Ca Tiun? Ninh Bình là ở phía bắc của nước Việt Nam, gần với Trung Quốc. Thì hồi xưa giống rái cá khổng lồ ở Trung Quốc rất là nhiều, nhưng Việt Nam cũng có giống rái cá khổng lồ nữa. Một con rái cá có thể nặng lên cả 100 kg và to hơn cả con người. Đứng lên một cái là cao khoảng 2 mét, rất là bự. Trời đất ơi, rái cá bự dữ vậy ta? Chắc hồi xưa rái cá khổng lồ ăn những cái con vật cũng rất là bự luôn á. Đúng rồi, hồi xưa con gì cũng bự hết, do cái môi trường nó tốt, thức ăn phong phú, con người cũng không có nhiều như bây giờ, nên có rất nhiều đồ ăn để ăn, nên những cái loài vật nó phát triển tốt hơn con người. Còn bây giờ con người tàn phá thiên nhiên và động vật quá, không có còn con gì để ăn nữa. Những con vật trong tự nhiên đang bị chết dần á. Trời ơi, con biết rồi, kể chuyện cho con nghe đi. Được rồi. Hey, câu chuyện về rái cá khổng lồ ở Việt Nam á, thì hồi xưa người ta không hiểu, người ta nói rái cá khổng lồ là rái cá thành tinh. Con biết rồi, kể đi kể đi. Ở vùng cố đô Hoa Lư thuộc Ninh Bình có lưu truyền về loài rái cá thành tinh. Là rái cá khổng lồ chứ gì, con biết rồi. Ok, kể tiếp nè. Thường loài rái cá này sống luẩn khuất ở trong đầm lầy hay rình rập phụ nữ đi tắm giặt. Nếu chọn được người ưng ý thì họ sẽ lên bờ hãm hiếp người đó. Trời ơi, cái gì mà ghê quá vậy Tiên Cá Tiun? Thì chuyện kể là vậy mà, Tiun chỉ kể cho con nghe thôi. Nhưng mà con là con nít mà, đầu đọc tư tưởng quá đi. Bình thường con ơi, con cứ nghe đi. Tại con hiểu cái mấy cái từ Tiun nói là gì nên con thấy nó ghê thôi, chứ thật ra nó là bình thường lắm con ơi. Ý Tiên Cá Tiun nói là con đen tối đó hả? Tiun không có ý đó nha, con hiểu sao con hiểu. Rồi, thì loài rái cá này họ có cơ thể cường tráng, nhanh nhẹn, nhưng không có phép thuật gì cả. Mà mạnh lắm à nha, phải mất ít nhất là 10 người hợp sức lại mới có thể chống cự được họ. Trời ơi, một con rái cá khổng lồ mạnh như vậy, nếu mà thời nay rái cá mà mạnh như vậy sẽ không bao giờ bị con người giết làm hại ăn thịt, đúng không Tiên Cá Tiun? Đúng rồi, thời này mà còn rái cá siêu to khổng lồ như vậy là chắc con người ăn thịt còn dữ hơn nữa đó con. Trời đất ơi, mạnh thì mạnh chứ con người, người ta có súng ống đồ, người ta có đủ thứ phương tiện người ta nghĩ là để người ta hãm hại động vật. Con có nghe chuyện tiếp không? Con muốn nghe nữa, thôi kể cho con nghe đi. Rồi, yên lặng nghe Tiun kể nha. Thì á, truyền thuyết kể rằng tại ngã ba sông Hoàng Long có cái núi gọi là Cổ Ngựa. Vào thời của cha ông Đinh Bộ Lĩnh á, tại làng Đàn Gia,
Châu Đại Hoàng, có người tên là Đinh Công Trứ làm thứ sử ở đất Hoa Châu, lấy người vợ trẻ hơn 30 tuổi luôn, tên là Đàm Thị. Một hôm Đàm Thị đi tắm một mình ở dòng suối gần nhà, để quần áo bụi cây ở trên bờ, toàn nhảy xuống nước, bỗng thấy một con rái cát to lớn hiện lên tiến về phía mình. Đàm Thị sợ hãi ngất đi, đến khi lúc tỉnh lại thì thấy mình nằm trên cỏ sexy. Bên cạnh đó có con rái cá đang ấp ủ và liếm tay của bà. Trời ơi, hay quá hay quá, kể tiếp kể tiếp. Bàng hoàng, bà mới đứng dậy mặc lại quần áo rồi đi về nhà kể cho chồng việc lạ này đã xảy ra, là gặp con rái cá siêu to khổng lồ đấy. Rồi ông chồng cũng không có nói năng gì hết. Cách đó không lâu, Đàm Thị mang thai. Lúc này bà ta mới suy nghĩ, con rái cá kia chắc là thần nước đến để ăn nằm với bà. Đến ngày bà sinh được đứa con trai khỏe mạnh khôi ngô khác thường. Đứa con trai lớn lên tỏ ra nhanh nhẹn hơn người, giỏi về bơi lặn, có thể nín thở hơn 10 phút dưới nước và ở lâu trong nước hàng giờ liền. Đinh Công Trứ đặt tên cho con là Đinh Bộ Lĩnh. Câu chuyện đến đây hết rồi. Cái gì mà hết lẹ dữ vậy? Đinh Bộ Lĩnh là ai? Sau đó anh ta làm cái gì? Câu chuyện chắc là còn phải nhiều nữa chứ. Kể cho con nghe nữa đi.